Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Hiện tại Tình đang có mặt ở số 34 quốc lộ 14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Và đây là trụ sở của Mark Home tại Tây Nguyên. Tại đây, nếu như quý vị mình có nhu cầu tìm hiểu về thiết kế thi công trọn gói hay là vật tư, vật liệu thì mình có thể ghé qua showroom để được đội ngũ nhân viên, đội ngũ kỹ thuật sẽ tư vấn cho quý vị. Đặc biệt nếu như quý vị ở những nơi khác thì mình có thể ghé qua showroom gần nhất. Ví dụ như là ở miền Bắc thì mình có thể ghé qua showroom ở Hà Nội này. Miền Trung mình có thể ghé qua showroom ở Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Miền Nam thì mình có thể ghé qua showroom ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Miền Tây thì có thể ghé qua Cần Thơ, Cà Mau. Và Tây Nguyên thì mình có thể ghé qua thành phố Buôn Ma Thuột nhé. Và ngày hôm nay thì Tình có dịp theo chân đội ngũ kỹ thuật của Mark Home sẽ về trực tiếp gia đình của khách hàng ngày hôm nay để mà tư vấn này, đo đạt này, khảo sát, lấy thông tin và ký kết hợp đồng thiết kế. Vị khách hàng của chúng ta ngày hôm nay là chị Thúy, có địa chỉ tại Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Bây giờ thì hãy cùng theo chân Tình đến nhà của vị khách hàng ngày hôm nay nhé. Quý vị thân mến, bên cạnh Tình đây là anh Mạnh Dũng, bên phòng kỹ thuật của Mark Home. Chào anh, không biết là hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến gặp gỡ vị khách hàng nào ạ? Thì được cả các bạn tư vấn và bên ban lãnh đạo phân bổ công việc thì hôm nay mình sẽ đến nhà cô Thúy ở xã Cư Mờ Lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk để trao đổi và khảo sát đất lên hợp đồng thiết kế cho gia đình nhà cô Thúy. Mình đã nắm được thông tin là vị khách này sẽ xây dựng nhà mái thái, nhà vượt hay như thế nào chưa? Thì theo thông tin các bạn đưa lên thì cô Thúy có nhu cầu làm nhà mái bằng cấp 4, mức tài chính là loanh quanh cỡ 800 triệu. Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì hãy cùng Tình và anh Mạnh Dũng đi tới nhà của vị khách hàng ngày hôm nay nhé. Quý vị thân mến, hiện tại thì Tình và anh Mạnh Dũng, phòng kỹ thuật của Mark Home đang có mặt tại Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Hôm nay thì Tình có dịp theo chân anh Mạnh Dũng sẽ đến trực tiếp nhà của vị khách hàng là chị Thúy để ký kết hợp đồng, tư vấn cũng như là đo đạt đất. Còn bây giờ thì hãy cùng Tình và anh Mạnh Dũng tiến vào bên trong để gặp vị khách hàng ngày hôm nay nhé. Mình sẽ xây ở trong khu vực là cái đống chỗ này. Nói chung cách bờ rào bên này 1 mét. Dạ. Từ kia vào đây là 24m3. Đây là quyển mẫu catalog mẫu nhà của bên cháu á. Lấy mẫu à? Dạ vâng. Cháu mẫu thì chứ ông. Thì cả công năng của nhà mình là bác muốn làm những cái phòng gì ạ? Một phòng thờ. Nhận thờ riêng. Phòng thờ riêng. Phòng khách. Dạ. Phòng bếp. Bếp. Tức là phòng bếp là phòng ăn đi. Dạ, phòng bếp và bếp phòng ăn luôn. Ừ. Dạ. Rồi 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ này là cô làm nhà vệ sinh khép kín bên trong. Trong đó là có một phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín trong. Dạ rồi, một phòng master. Ừ. Một nhà vệ sinh chung. Còn nhà vệ sinh chung là cũng nằm trong đó luôn. Dạ rồi. Còn nhà vệ sinh chung là nhà vệ sinh chung nằm riêng ngoài á. Nhà khu nhà bếp. Nó sẽ nằm chung ở cả nhà mình. Trong căn nhà luôn. Đúng rồi, nó trong căn nhà nhưng mà là cả nhà dùng chung. Ừ. Dạ. Cả nhà dùng chung. Thì cái từ cái nền sân lên nhà mình là cô mới làm mấy bậc ạ? Từ dưới lên đúng rồi, lên sân lên nhà mình 75m à ba? 75m là 5 bậc. Là ngũ cấp. Thì với mức tài chính của mình đầu tư á, là nếu mà dưới 700 là mình sẽ phải cắt giảm một số vài thứ của trong mình sẽ có đổ mê, lập tôn. Đổ mê thì hết nhiều không? Đổ mê 100m2 thì nó là quanh đâu đó là cứ cho là tầm 100 triệu. 100 triệu. Dạ. Chứ nếu mình thay thế bằng tôn thì là chi phí nó sẽ giảm xuống. Thì cứ tính đồ mến, nên có thể cái tài chính cũng có thể. Thì sau này bọn cháu thiết kế ra là sẽ có cả phần đồ mê bên trên. Và nếu mà lúc đó gia đình mình có tài chính nó mở ra thì mình có thể là sử dụng cái bản thiết kế đó có phần đồ mê. Còn nếu mà mình vẫn xác định là tài chính nó ở mức đó mà mình đi xuống thì mình là sẽ giảm một vài thứ theo các dự toán là để mình là phù hợp với tài chính gia đình của mình để cân bằng lại để thi công. Thì nói chung là về sau đấy mà mình làm cái năng lượng để sử dụng gia đình á, năng lượng mặt trời thế là dễ. Năng lượng mặt trời thì mình đổ cái phần khu vực nhà vệ sinh thôi, cô cũng không phải đổ hết đâu.
Dạ. Nhưng giờ đuổi hết thì nó nặng tiền lắm, tại vì là cái mức tài chính mình nó là hơi thấp, nên là giờ mà mình làm đuổi hết cái nhà luôn á là nó phải cao. Nói chung là cái chính hiện tại đã được tương đó thì có thể mình để mình làm mà làm được thì mình phải vay mượn thêm nữa chứ không phải là khăng khăng tương đó. Thế thì hiện tại đã được 600-700 đó thì mình làm để mình nếu như đủ mê 600-700 nếu mà không đủ mê thì là được quá. Ok. Đã làm thế bằng tôn. Thì có khả năng lên xuống 100 nữa là từ trong ngoài 100 thì cái giá cho tính đây á nó chỉ đúng khoảng tầm 80-90% thôi. Ừ. Còn 10% còn lại sau này tùy vào cô chọn vật liệu trong căn nhà gia đình của mình nữa. Đây là bản thiết kế bọn cháu đưa ra. Đầu tiên bọn cháu thiết kế là sẽ ra cái mặt bằng công năng. Tiếp theo là cái không phải cái thiết kế cái giúp cái cho nó còn thiết kế cái hình thức chọn vật liệu cái gì đây có trong cô là đang trong quá trình thiết kế luôn. Bên cháu sẽ là trao đổi với bên cô là cô muốn sử dụng những cái vật liệu nó như thế nào đó thì sau này sẽ ra một bảng dự toán dự trù. Ừ. Và tiếp theo là sẽ có phòng chăm sóc thi công trao đổi với gia đình mình để là cân bằng lại tài chính. Chứ không phải là thiết kế xong là xong luôn. Ừ. Là sẽ trao đổi để mình cân bằng lại cái mức tài chính đó. Ví dụ cháu thiết kế ra khoảng tầm 800. Ừ. Cô muốn tăng lên hay là giảm xuống ở khu vực nào đó là tùy vào gia đình muốn chọn vật liệu nó ở mức cao hay mức thấp. Để thay đổi lên và xuống, cân đối lại. Do mình cần vật liệu. Đúng rồi, là do mình chọn vật liệu. Là bây giờ thiết kế ra hết đã, thiết kế xong thì mình mới trao đổi vật liệu là ở cái tầm này là cô có phù hợp hay chưa, cũng thi công chưa. Ừ. Là cô muốn thay đổi những cái phần nào đó. Ừ. Thì là điều mình sẽ là cân bằng hết. Cái này do trong cô chứ. Dạ, thì trong quá trình thiết kế đều tham khảo ý kiến của chủ nhà hết cô ạ. Thì hiện tại bên cháu đang có hai gói thiết kế chính. Đầu tiên sẽ là gói kiến trúc. Gói cơ bản thì nó sẽ bao gồm những cái phần như là mặt bằng tổng thể, mặt bằng bát trạch, bản vẽ phối cảnh 3D ngoại thất, bản vẽ chi tiết kiến trúc của công trình, hồ sơ chi tiết kết cấu điện nước và cái dự toán chi tiết của căn nhà mình để sử dụng hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu vật tư vật liệu đó là bóc tách chi tiết ra hết luôn. Thì gói thiết kế này hiện đang có giá đơn giá là 120.000 trên mét vuông. Nhưng mà đối với diện tích nhỏ hơn 150 mét vuông dùng với gói kiến trúc thì sẽ có giá lên mức là 18 triệu. Cô thiết dịch. Từ dưới 150 mét vuông là 18 triệu cho một bộ sơ thiết kế kiến trúc. Dạ. Còn tiếp theo sẽ là cái gói VIP. Gói VIP này sẽ bao gồm là gói kiến trúc này nhưng thêm được phần là thiết kế nội thất bên trong. Dạ, đơn giá nó sẽ là 200.000 trên 1 mét vuông. Sau này nếu mà gia đình mình ký hợp đồng thi công chọn gói với bên cháu thì sẽ được hoàn trả lại 100% phí thiết kế trong ngày mình ký hợp đồng luôn. Đó. Và sau này là cái phần những cái đợt mà mình thanh toán kiến trúc nội thất này là cái phần này gọi gói thiết kế. Gói kiến trúc như là gói 18 triệu. Nó chia làm 3 đợt thanh toán. Đợt đầu tiên là nếu mà gia đình mình thống nhất được ý kiến ký hợp đồng thiết kế này thì trả tổng nhà mình sẽ là 50% giá trị hợp đồng thiết kế. Đồng mình thiết kế là với 150 vuông 18 triệu thì cháu sẽ tạo ứng mình sẽ là 9 triệu. Đợt hai sau khi gia đình mình chốt được bao nhiêu phương cảnh và mặt bằng công năng bên cháu tạo ứng tiếp là 40%. Còn đợt 3 là bọn cháu về nhà mình bàn giao hồ sơ và thu tất toán 10% còn lại. Lên là cái khoản 18 triệu này. Đúng rồi, cái này là 18 triệu. Sau này kể cả thi công nó cũng chia từ 8 đến 12 đợt. Ví dụ 800 triệu nó chia làm cho 8 đợt thì mất được 100 triệu. Nó cũng chia nhỏ ra vậy. Xong phần nào thanh toán phần đó. Dạ. Thì cái nhà mình nếu mà tính theo cái công năng này á thì hiện tại nếu như làm thì phải tầm mấy mét vuông? Khoảng tầm 120 mét vuông thôi. Khoảng tầm đấy. Tầm 120 mét vuông. 120 mét vuông. Mà cái mẫu nhà gia đình mình lựa chọn nó là mẫu nhà 3 gian. Nên là nó ăn thiên về chiều ngang hơn. Thì 120 chia cho bề ngang 13 thì sâu sẽ là 9m cho 9m. Là 13. Ngang mặt tiền là 13 tại vì nó là 3 gian. 13 mà chia cho 3 này, 3 gian thì nó sẽ là 4m3. Mỗi phòng khoảng tầm loanh quanh 4m về bề ngang. Tại vì cái mẫu mà cô đưa ra là nó sẽ là một bên là phòng bếp, giữa sẽ là phòng khách, bên hông sẽ là phòng giường này, giường này là phòng khách. Ở giữa là đây để cho vẽ cho cô dễ hình dung. Kiểu như cái này là cái đường này. Đây là đất nhà mình. Đó, đây là cái nhà đi, cho là cái nhà đi. Đó, thì mình sẽ chia làm 3 gian. Đây. Đó, thì bên này sẽ là mình, nếu mà bên hông đó thì mình sẽ bố trí là phòng ngủ. Bên ở giữa lúc nào mình phải để là phòng khách và phòng thờ. Phòng khách, phòng thờ nằm ở đâu? Đúng nhau. Sau phòng khách luôn cô. Cả phòng khách này chứ không? Phòng khách phải phòng khách đi vào phòng thờ. Phòng khách phải vô phòng bếp chứ. Nếu mà mình phòng thờ cho một cho ở một lôi một bên này. Nếu mà vậy thì ba phòng ngủ, nếu như là thiết kế ba phòng ngủ, mình thiết kế ba phòng ngủ thì ba phòng ngủ nó nằm hướng năm năm nhìn. Đó một hai ba phòng một hai ba đó. Cái chỗ này là chỗ này là cô có thể là để phòng bếp cũng được mà mình để phòng thờ đây cũng được. Thì phòng nếu mà đó. Nếu mà cô để phòng thờ ở đây thì bếp mình sẽ là rời qua bên này. Đó. Bếp đó phải đó. Thì nhà vệ sinh một là mình để ở khu vực bên này. Tại vì nó có hành lang, nó có cái đường luồng đi vào giữa hai cái phòng. Nên là mình có thể bố trí nhà vệ sinh và nhà tắm. Đó thì đây là cách bố trí theo cái hướng nhà ba gian. Thì mặt tiền nó sẽ rơi khoảng tầm 13 mét.
và chia cho ba cái phòng này thì mỗi phòng rơi đâu đó khoảng tầm 4 mét. 13 thì kể này thì được còn không? Hoặc là cô có thể để phòng ngủ này bên ngang là 3 mét, bên phòng thờ này ngang là 3 mét, mình sẽ kéo ra được cái phòng ngủ này ra 3 là 6 6 thêm 7, đây sẽ được 7 mét, 7 mét ngang cho phòng khách và phòng bếp. Hỏi ông nội cái này chỉ là tháo tham khảo, đó là phác thảo thôi, sau này cái số cụ thể thì theo gọi là thước lộ ban. Chứ không phải là 7 mét là 7 mét, sau này phải được xây dịch theo thước lộ ban nữa. Đây thì cháu để là phát thảo ra cho mình dễ hình dung ra thôi. Đó thì gia đình mình lựa chọn được cái gói thiết kế nào chưa ạ? Gia đình mình lựa chọn được gói thiết kế nào chưa ạ? Chỉ cái này nó nôm na nó là một cái gói thiết kế cả nội thất và cả căn nhà. Thì nếu mà cô sử dụng gói kiến trúc gói 18 triệu á thì là không có thiết kế nội thất bên trong, thì bên cháu sẽ là hỗ trợ mình cái phần 3D bóc mái. Ở đây như này gọi sẽ là phần 3D bóc mái. Mình sẽ bỏ cái phần mái ra, mình nhìn trên cao nhà nhìn xuống những cái phần nội thất ở bên trong như này á, gọi là bên cháu hỗ trợ gia đình mình để sau này mình bố trí sắp xếp theo nhìn cho nó hoài hài hòa cả nhà hơn. Thì là cái phần 18 triệu á, mình sẽ được phần bóc mái như thế này. Và cái gói VIP mình sẽ là thiết kế chuyên sâu gói nội thất luôn, là nó sẽ được chi tiết từng phần, nó gọi là như thế này, từng cái nội thất một. Còn về cái ngày động thổ mà về mùng 10 á thì cháu không dám chắc chắn là mình sẽ kịp về ngày động thổ, cháu không dám chắc chắn. Thế thì đến cho mùng 10 động thổ thì như thế nào? Thì gia đình mình cứ động thổ xong rồi mình để đó thôi thì đâu có vấn đề gì đâu. Thì mình qua 2-3 người đó mình xây vẫn được mà. Dạ vâng ạ. Dạ vậy thì bây giờ cháu sẽ triển khai bộ đồ thiết kế này để về bọn cháu thiết kế luôn cho kịp ngày khởi công của gia đình mình. Thực ra bọn cháu phải thiết kế theo ý kiến của chủ nhà mới biết được con số chính xác là hết bao nhiêu tiền để mình cân đối qua lại, chứ nhận thêm mét vuông là mình không có chính xác được. Hôm qua nghe trong cô trao đổi với bạn là một mét rơi vào một mét vuông tầm khoảng 5 triệu rưỡi đến 6 triệu. Cái đó là để tham khảo thôi cô, tại vì bọn cháu phải thiết kế theo ý kiến của chủ nhà là cô muốn sử dụng cái vật liệu là nó ở mức bao nhiêu tiền, nó là loại gì. Nếu như một mét mà tầm 5 triệu rưỡi đến 6 triệu thì vật liệu là năm hàng trung bình khá, hàng trung bình khá là như mọi nhà sử dụng luôn. Còn lại tốt như hiện đại nữa thì nó sẽ cao hơn, nhưng là sơn bên cháu giờ xịn lắm, nó không có một bột vôi như kiểu sơn ngày xưa. Mình rửa luôn ăn để cho uy tín, để rồi sau này là rồi bảo hành cái hình thức bảo hành nghe, bảo hành hôm qua bạn kia là bảo hành 15 năm là hình thức kiểu thế nào. Chị mình cứ cam kết theo hợp đồng thôi cô, mà mình cứ phần nào phải giữ cho phần đó. Dạ, thì cháu sẽ tạm ứng nhà mình sẽ là 9 triệu. Rồi. Dạ. Đẹp lắm, đẹp. Cô cho cháu xin họ và tên của cô vậy ạ? Võ Thị Thúy. Võ Thị Thúy. Nó rồi cô đọc qua và ký giúp cháu một bộ hợp đồng rồi. Thế thì cô đọc qua. Dạ, đọc qua đây ạ. Dạ vâng, hai bộ giống nhau ạ. Mình chuyển khoản đúng không cô, để cháu biết phiếu thu luôn. Cô chuyển khoản. Dạ. Cố gắng cho làm nhanh nha cô. Dạ. Nhà mình nhỏ thì làm nhanh bác. Nhà mình nhỏ thì làm nhanh á. Chờ đến 45 ngày mà tiền thì kế thì mình cứ cỡ 13 ngày là sẽ có báo dự toán rồi. Cô ký một phần là nộp tiền cho cháu thôi ạ. Bên cạnh tình đây là chị Thúy, là vị khách hàng của Mark Home ngày hôm nay. Em chào chị. Em có thể phỏng vấn chị một vài câu hỏi được không ạ? Thì con cứ hỏi đi. Dạ. Không biết là vì sao mình lại biết đến Mark Home và lựa chọn Mark Home làm đơn vị thiết kế ạ? Cái này là do chồng cô bảo. Do chồng cô tìm hiểu, cho cô bảo cô, cho cô cũng không hiểu. Bởi vì thực tế ba cái việc là nhà cửa thì cô không hiểu, cô không rõ. Vậy hôm nay đội ngũ của Mark Home đến đây làm việc đo đạc cho mình á, thì mình có thể cảm thấy hài lòng không ạ? Thì hài lòng. Dạ. Mình có thể chia sẻ cho quý vị khán giả và em biết là mức chi phí mà mình đầu tư vào cái dự án này là sẽ là khoảng bao nhiêu không ạ? Cái này thì cô chưa cùng chơi biển mà đang cùng chơi rõ ba con, cái này cũng chơi rõ ba. Mình sẽ đợi cái phần dự toán. Thì cháu chơi
cho kết quả dự toán thì là cô mới trả lời được, chứ con cái này chứ cô cũng chưa hiểu được cái gì cả. Dạ, vâng. Con thông cảm cái chuyện đó nhá. À, ừ. À, mình ý là theo như em được biết thì hồi nãy là mình kêu là mùng 10 mình sẽ ấy móng đúng không? Thế là mình đi xem ngày trước rồi đúng không ạ? Xem ngay thôi, mùng 10 là đồng thổ. Thì như theo phong tục của Việt Nam mình thì đồng thổ. Đi xem ngày đẹp rồi. Nếu con ngày con ngày sấy thì do công ty, do bên công ty. Thế là chồng cô đi khỏi nên nó không có người làm, mà nếu mà thế thời thì không có người giám sát. Thì không có người kiểu giám sát thì có đến bữa cả ông ngồi giám sát cho rồi, nhưng mà nhiều cái hình thức như vậy là cô không nhận được, mà cô thì không biết. Nên là như bên công ty là mong công ty là làm cho nhiệt tình để sau này làm được cái nhà ở, bởi vì dân mình chưa làm cái nhà ở là ở. Không phải là làm cái nhà là đơn giản, mà không phải là làm cái nhà thì thích thì mình ở, mà không thích thì mình đập đi. Nhưng có những cái đồ chơi đã thích thì mình để mình chơi, không thích thì đập đi. Thì hy vọng thì cô là đi sự giới thiệu của chồng cô, thì mong là công ty là làm cho chú đạo với lại cho nhiệt tình cho dân có cái nhà ở cho chúng thoải mái cho chất lượng. Theo như chú này chia sẻ là mình làm nhà càng đơn giản tốt đúng không ạ? Đúng rồi, đơn giản. Đơn giản để dễ đẹp, chứ còn nếu như mà cầu kỳ làm ba bữa thì xấu quá đi. Kết cấu là dạ. Bên kiến trúc cố gắng bây giờ cố gắng tròn thì méo thì lục tung ba bữa sáu chán đó. Chẳng hạn như trước cái bộ bàn ghế là cứ thích khắc đều nó làm đủ kiểu, nhưng mà dư là dung tấm hết, tấm phản hết, dung là phản hết. Bộ bàn ghế cách đây mấy năm trước là toàn là dung, muốn dung là dung điêu khắc, là khắc rút lít tí lăn tăn khổ nhất lắm, mỗi lần bây giờ đúng rồi, dọn nhà đó tôi đến đó bàn ghế chứ còn bây giờ làm một tấm phản ra thôi đấy, lão phải rượt cái là xong. Thì cái ngôi nhà cũng phải mong là mong cái chất lượng, chứ còn cũng không cần thiết là cho chụp cầu kỳ hóa hoa văn cầu kỳ, mà là yêu cầu là chất lượng. Đơn giản chất lượng như phải thôi, đẹp mà phải chất lượng. Đẹp mà chất lượng, đẹp mà chất lượng thì đã mắng bài từ trước đi để phải khỏi phải nuôi lại. Đẹp mà chất lượng. Em cũng xin cảm ơn chị và chú đã chia sẻ vừa rồi, và chúc cho gia đình mình sẽ sớm có một căn nhà ưng ý. Rồi. Quý vị thân mến, thì cuộc nói chuyện của Tình và chị Thúy vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và nếu như quý vị mình có nhu cầu thiết kế thi công chọn gói thì đừng ngần ngại liên hệ với Mark Home qua số hotline 0964458888 hoặc là 0828133333, sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Và đừng quên nhấn nút subscribe để mà nhận những thông báo về video mới nhất của Mark Home nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Tình và đội ngũ kỹ thuật của Mark Home đã về trực tiếp nhà của chị Thúy để mà ký kết hợp đồng. Và Tình mong là thông qua video này thì quý vị sẽ hiểu thêm về quy trình làm việc của Mark Home và có một cái nhìn khách quan nhất về Mark Home nhé. Và hiện tại thì Mark Home đang có sản xuất và phân phối một số dòng vật tư vật liệu. Như ở phía sau Tình đây thì có các loại như là ống thoát nước này, sắt này, con kê bê tông này. Phía bên này là các loại gạch như là gạch thẻ này, gạch đinh đặc, gạch 6 lỗ và gạch 4 lỗ. Các loại đá này quý vị có thể thấy là rất là nhiều size, to nhỏ có hết nha. Các loại cát. Chúng ta hãy cùng di chuyển qua phía bên này để mà tìm hiểu thêm một số thiết bị vệ sinh nữa nhé. Đây, như quý vị có thể thấy thì ở đây là một số dòng như là vòi lavabo này. Đây, các thiết bị tắm này. Đây là chậu lavabo nhé quý vị. Ở đây là các cái thiết bị như là bồn cầu này, vòi tắm đứng này. Chúng ta hãy di chuyển qua phía bên này nữa nhé. Đây là dòng công tắc do Mark Home sản xuất này. Như quý vị có thể thấy nó rất là nhảy luôn và có rất là nhiều màu nha. Đây là vẫn là chậu lavabo. Phía bên này là có các vỉ kèo này. Các cái mái ngói của Mark Home thì như quý vị thấy là có rất là nhiều màu đúng không? Quý vị có thể tùy chọn theo như sở thích của mình nhé. Và theo như Tình thấy thì có hai màu mà được nhiều gia chủ lựa chọn nhất, đó chính là màu xanh mực và màu sô-cô-la. Bây giờ thì hãy cùng Tình di chuyển ra phía sau kho để tìm hiểu thêm một số vật liệu nữa nhé. Quý vị thân mến, ở đây thì là máy tinh chỉnh màu này, máy lắc sơn này và các dòng sơn ngoại thất và nội thất của Mark Home. Và hiện tại thì Mark Home đã có hơn 1.000 màu sơn để quý vị có thể thoải mái lựa chọn theo đúng sở thích của mình nhé.
Và về sơn thì chúng tôi có bảo hành lên đến 5 năm cho quý vị. Trong vòng 5 năm đấy chúng tôi sẽ có bảo dưỡng định kỳ này. Và nếu như có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ bảo hành 100% miễn phí cho quý vị nhé. Chúng ta hãy cùng di chuyển qua phía bột bả nhé. Riêng dòng bột bả này thì là dòng cao cấp nha quý vị. Và nó sẽ cứng hơn các loại bột bả bình thường này. Quý vị có thể hình dung một cách dễ hiểu là bột bả mà càng cứng thì độ bám dính và chất lượng của nó càng cao. Còn bột bả mềm thì độ bám dính và chất lượng sẽ kém. Vậy nên là quý vị có thể yên tâm khi mà sử dụng bột bả của Bác Home nhé. Và hiện tại thì Bác Home vẫn còn có một số vật tư, vật liệu khác nữa. Nếu như quý vị muốn tìm hiểu chi tiết hơn cũng như là để xem giá cả của các loại vật liệu này thì mình có thể truy cập qua website vật liệu xây dựng markhome.vn nhé. Và nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói thì đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số hotline 096-445-8888 hoặc 082-813-3333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Và đừng quên nhấn vào nút subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.